cập thi xa hình V1. Bắt đầu. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc. Bài thi tiếp theo, bài thi qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Bài thi tiếp theo, bài thi đường vòng quanh co. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe dọc vào nơi đỗ. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe chỗ có đường sắt chạy qua. Bài thi tiếp theo, bài thi thay đổi số trên đường thẳng. Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe ngang vào nơi đỗ. Bài thi tiếp theo, bài thi kết thúc. Chúc mừng bạn đã thi đạt phần thi lái xe trong hình.